Racing through my mind, speeding like the Autobahn. I've been searching everywhere, 근데 네가 없잖아. 문자 보내게 making time, even when I'm on the grind. I hold up, yeah. 나 아직 걸려. 처음 만났을 때부터 지금까지 떨려. All my days, I be on the way. 걱정하지 마, my baby. Yeah. Everything is gonna be okay, that's my lady. 사실대로 말하게, 나 요즘 call me money, yeah. We on different continents, you know that my code you've said. Checking on my phone. Oh, you called again. 계속 놓친 phone call. You know I'm sick of playing games. You could hide your feelings, but you know that I've been seeking, yeah. 그러지 말아줘, my baby. 그게 너무 싫은데. 나만 바라봐. Want you only look at me, ha. You've been on my mind. Drive me crazy. Look at me now. I lose it when it comes to you. And there's nothing I can't do. I want you to look at me now. Look what you made me do. 난 네가 필요해 right now. 널 기다리고 있잖아. Bà ăn trứng ốp la không bà? Ăn miễn phí mà mọi người, ăn thoải mái. Trong những địa điểm nổi tiếng chính là nghĩa trang Hàng Keo. Ăn trưa trên bè. Mời mọi người xuống xe. Dạ. Kiểm tra nước. Dưới nước có bao bịch ni lông. Feel like falling deeper. Cold and nice, 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을 가지고 있어. 사랑이라는 걸. Oh yeah.
you come with me? Can't you hold my hand and lead? Những con cá này ở ngoài thiên nhiên nó rất là đẹp. Các bạn bu lên mừng rỡ tôi luôn. Đây. Trời. Cá vẹt. Đừng ăn cá vẹt chị. Chứ sao? Cá vẹt là cá bảo vệ san hô, mình ăn nó là san hô chết hết. Ở đây có rất nhiều cá vẹt nữa. Người ta vơ vét đại dương ở côn đảo bắt những loài cá bảo vệ san hô để ăn thịt. Tôi hy vọng cộng đồng mạng chia sẻ video của TIUTAC để mọi người biết đừng ăn thịt những loài cá này. Đăng tay tốt kêu gọi bảo vệ của nó đi. You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah. What about it? Well, she blocked me on Tinder. What? 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream rump, bump, bump, bump. Chào các anh. Đây là con ốc gì vậy sư huynh? Cái hả? Ốc hoàng hậu anh. Ốc hoàng hậu. Con này là ốc càng. Ở đây có ốc tù vào. Ôi, ốc qua đây. Ốc này là ốc càng, ốc tù vào rồi kia. Ốc đó, đường ngoài Bắc nó gọi là ốc tù vào đó. Ốc này tôi ngoài Bắc gọi là ốc tù và đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài Bắc thì không biết. Qua cũng đi rồi em ở trong Nam. Dạ. Ông này xin nhất, xin xoài nhất đấy. Ốc này mắc tiền nhất ha. Trăm rưỡi ký. Dạ. Trăm rưỡi. Trăm rưỡi. Dạ. Con ốc này là nó ăn sa biển gai nè. Ờ đúng rồi. Mà sao đây người ta ăn nó tỉnh queo ha? Sa biển gai là sao? Ốc này mắc tốt tiền lắm. Sao biển gai á, là những con vật gây hại cho san hô. Còn những con ốc này ăn sao biển gai để bảo vệ san hô. Ôi trời gửi ký. Dạ. Anh muốn được hiểu dữ à. Em dạ. Biết ăn cái gì. Dạ, những con ốc này nó quý lắm, vai trò nó trong tự nhiên rất quý. Ở đây ốc này nhiều lắm ha anh. Hiếm lắm. Con này hiếm lắm. Hiếm lắm. Hiếm lắm là do người ta bắt ăn thịt nhiều quá hả? Hiếm. Ốc này 100 nghìn được 1 con 2 con. 100 nghìn được 2 con. Được 3 con 100 nghìn kia. 3 con mà sáng giờ 3 người ăn hết. Thôi rồi, người biết ăn, người ta nhiều người biết rồi mới ăn. Dạ. Người ta ăn, ăn á. Dân biết đó, dân biết đó, biết sành điệu ăn. Được không ạ? Đây dân sành điệu ăn ốc tù và. Đúng rồi. Người ta biết ăn. Hy vọng mọi người coi cái video này, lần sau có thấy ốc tù và đừng ăn. Nên phóng sanh nó, nên trả nó về tự nhiên để nó bảo vệ san hô. Ốc này là ăn có tác dụng là một người ăn mà hai người vui. Đấy, người ta muốn nói bạn, cũng biết thật hay không? Dạ. Yeah. Ốc này hiếm lắm. Dạ. Yeah. Những con cá màu mè lè loẹt ở đây là cũng không nên ăn. Mình thấy nó dưới biển rất là đẹp, nó bơi ở những rạn san hô rất là bình yên. Đi lặn biển mà không thấy những con cá này thì cái tour lặn biển nó coi như là vô giá trị. Mà bây giờ mình đi lên ghe hải sản thì mình thấy những con cá này đang bị bắt ở đây. Ở đây người ta ăn toàn là cá vẹt bảo vệ san hô không. Đây những con cá này nữa. Những con cá này bơi ở những rạn san hô rất đẹp mà bị bắt lên đây để ăn thịt. Trời ơi trời. Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay.
okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. 'Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. 'Cause I can't wait for you forever. Em thấy mọi người ở đây ăn cá vẹt nhiều quá, do khách không biết. Những con cá vẹt thì nó cũng chỉ ăn san hô chết này kia thôi, để gì nó cũng chết đói nó chết, đúng không sư huynh? 2-3 ngày hết cái, 3-2 ngày hết. Dạ. Chứ ngày hết. Em thấy bán mấy còn những cái con cá bự bự bên kia là cá nuôi đúng không? Bóp, bóp chi nhìn luôn. Bào ngư côn đảo. Con ăn đâu không? Bào thiên nhiên. Thiên nhiên. Đây là không làm đồ luôn, không làm đồ luôn, đặt đồ thiên nhiên đấy, không bán đồ chết. Dạ. Bào ngư nuôi nó có cái viền bự nó không? Trộm những cái bát. Dạ. Những cái tô mới lạ luôn. Hai ngàn mới. Dạ. Ok. Nhà hàng nổi sang côn đảo. Mọi người đây như ủng hộ nhà ủng hộ nha. Dạ, mọi người ủng hộ sang côn đảo nha. À, đây là mình đấu thường là mình đi. Nhưng mà mọi người nhớ ủng hộ những cái loài mà không gây hại cho đại dương thì đừng có ăn thịt nó nha. Nhận xét công bằng là thịt cá vẹt không có mùi vị hết, nó là loại cá ăn chay nên ăn thịt nó hoàn toàn không có được cái gì bổ béo, mà nó rất là đẹp. Con này nó bắt đầu nó yếu yếu người rồi nè, nó không có ăn được thì nó sẽ bắt đầu nó chết. Nếu các bạn ủng hộ tôi cứu nó thì nó sẽ được trở về với đại dương, nó sẽ tiếp tục sống. Còn như vậy nó không ăn được gì, nó cũng chết. Người ta không ăn thịt nó cũng chết. Rồi vậy nha mọi người. Bây giờ em mua một con cá vẹt để phóng sinh, anh lấy em giá nhiều? Thả liền xuống biển. Anh, giờ em muốn mua một con cá vẹt xanh thả để phóng xanh, anh để em giá nhiêu sư huynh? Cá nào? Cá vẹt màu xanh á, bự bự á, gọi nó cá mó đó. Tặng cho em luôn, thả miễn phí, được chưa? Tặng thả miễn phí luôn hả? Đúng rồi, em thích tặng, anh tặng cho một con thả, em thích con nào thả. Vậy luôn hả anh? Thế. Mây. Ông chủ sang côn đảo nói tặng cho mình một con cá để thả, muốn thả con gì? Rồi đi 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 đi. Bây giờ ngoại thích con nào tặng cho ngoại con thả. Ồ, vậy mới là sang côn đảo chứ. Con nào? Thả mấy con có răng thỏ mà. Đây anh cho cái clip này, mình vừa thả con cá đây. Cá này là độc nhất vô nhị, đây quay vô cái clip đi. Dạ. Anh bữa mới thả con cá này là mới độc nhất chưa nghị. Cá này độc biến gen nên cá này nói chung là cũng vô giá. Anh thả đi à? Thả rồi, anh mới thả mấy bữa, hai bữa trước nè. Cá mấy ba ngày nha. Con trắng đi à? Đúng rồi, con này độc biến gen. Độc biến gen, từ. Trả lại từ từ. Đây nè, từ nè. Từ. Con xong bạch tạng đúng không? Đúng rồi. Anh con này còn biếu chuyến nó có bán được không? Đã mua, đang mua không bán, mình thả. Con này nó không. Bọn em dạo trước thì mua con ở ngoài kia thả. Qua mua con thả, anh mới thả 3 ngày nhiêu. Đây nè, cái con này là đây là đầu tiên là cái con này. Đó, bây giờ nó là màu trắng tinh luôn, tinh khôi luôn, mà nói chung là con này là từ làm nghề tới nay chưa bao giờ thấy nó. Con này, phải không? Con bị chặn hiếm lắm rồi. Không có, mà nhưng mà anh cũng thả luôn. Nó thả đó, cái clip anh thả đó, thấy không? Theo em thả con cá mó, cá vẹt xanh đi. Con nhỏ gì không thành vấn đề. Dạ. Thả nó là tặng cho ngoại là con nhỏ gì không thành vấn đề. Quá dễ thương. Thích con nào bà cứ thích thả con nào hả chị? Thôi nếu con cá đỏ đỏ đi, con cá đỏ đỏ đó chứ. Con cá đỏ đỏ nó đâu có vai trò gì đâu.
nó đâu, nó là phổ thông, con đó là phổ thông không? Phổ thông, con vẹt xanh nó bảo vệ san hô. Con nào, con em thích con nào? Con nào mày? Tặng nó đi. Con vẹt xanh đi bà. Đúng rồi, vẹt xanh bự. Con vẹt xanh rất là đắt tiền. Mà anh Sang anh cũng vẹt thả luôn. Mày ra đây thả ra, ra chưa? Để ra đây, ngoại ra đây. Bà ngoại thả đi ngoại. Lẹ. Bà thả đi bà. Cảm ơn anh Sang. Anh Sang Côn Đảo, ra Côn Đảo nhớ ghé quán nhà bè của anh Sang nha mọi người. Em gì xe đi. Anh Sang bán cá rất là có tâm luôn. Là cá quý hiếm là anh thả. Không nhả đâu. Phải nha. Ông vừa đó. Phải nha. Vẹt xanh. Quay cầm đi. Rồi. Rồi. Đó. Tạm biệt bạn. Giỡ lên lên ra. Cái răng hở của nó bị dính. Cái răng hở. Giỡ lên lên. Giỡ lên lên. Lên lên lên. Ê, 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 răng hở, răng hở. Răng hở. Bị dính nó. Rồi, 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 cho nó ra đi. Ủa? Chỗ này hôm qua thả con màu trắng đó thấy không? Dạ. Thấy nãy quay không? Thả nhiều lắm. Cái làm nó chia sẻ. Ồ, sao đâu mà. Phải vô cảm ơn anh Sang ông Côn Đảo mới được. Rồi em cảm ơn. Không có sao đâu mà, cái gì đó. Em sẽ đăng lên YouTube ủng hộ anh Sang. Dạ. Hải sản là những món ăn rất là cám dỗ nhưng chúng ta nên ăn có chọn lọc. Love is like a roller coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to know that you'll always be on my mind. Even in the hard times, I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Good. Phóng sinh cá voi.
bạn thấy lợi ích khi mà tiên cá sống ở một hòn đảo không? Nhặt sạch rác thải với đại dương. Ủa anh biết coi kênh Tion luôn hả Su? Dạ đúng rồi. Cũng coi nhiều lắm mấy clip cái cá con thiệt. Buồn lấy cá. Xóa bớt rồi đó. Bên tổ chức NV nó kêu xóa đi á. Gì vậy? Mấy con nó khôn à? Bởi vì làm cho người ta hiểu lầm mình nuôi cái cá làm thú cưng á, xong rồi mấy bên nước ngoài người ta cũng nuôi quá trời, bên Nhật Bản xong rồi tới Indo. Rồi bên Thái Lan. Nên xóa 2 tỷ view á. Nhưng mà xóa xong là bị đồn là buôn bán động vật hoang dã luôn á. Tự những thành viên trong ENV họ nói, họ khi mình xóa để mình bảo vệ lại rái cá, nhưng mà mình xóa đi á thì họ lại gây cho mình sự hiểu lầm là vậy mình buôn. Một năm hay năm nay phải không? Ờ nên mình vừa. Bởi vì một hai năm nay không thấy cái clip màu gì gì nói gì. Rái cá đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thấy mà mất tích cái kênh luôn. Mất tích cái kênh luôn đúng không? Ờ không thấy đăng gì phải không? Đúng rồi. Giờ mới đăng lại. Tôi đang trên côn đảo nha mọi người. Bây giờ là 6 giờ tối rồi, biển vẫn còn rất là êm, sóng đánh rất là nhẹ. Những chú chó đang nô đùa trên biển. Các bạn có muốn thấy tôi chơi với rái cá trên biển này không? Cuộc sống của tiên cá. Những chú chó thật là đáng yêu và dễ thương. Để đây nào. Các bạn thấy không? Khả năng cảm hóa động vật của Tion là master của master rồi. Nên tất cả loài vật đều yêu quý Tion như vậy đó. Tất cả loài vật. They keep on telling lies. That is how we stay alive. So you know that I don't mind about what is wrong and what is right. They keep moving in different rhythms. Still I know what you feel. They keep moving in different rhythms. Two different minds telling lies. Bây giờ chúng ta sẽ đi bảo tàng côn đảo. Bảo tàng sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng và mở cửa vào lúc 2 giờ chiều. Đây là bức tường ở nhà tù. Chùm chạy đường biên đây. Đây được không? Đây bờ kia nó phải cao đến đây. Cao đến đó. Mà sao leo lên được? Mà tôi vừa bơi qua nước. Nước đây. Bơi qua sông nước đây. Bơi qua sông hả? Giữa Trung Quốc và Việt Nam hả? Không có đầu chèo đi. Nó có cái mạch vữa thì nó đậm hơn, nó sâu trong đây hơn được tí thì bám còn bám. Bám được, con này nó thẳng quá không bám được luôn đúng không? Đi cái giày như thế này. Mặc hai quần hai cái áo khoác. Chạy trên đó được luôn hả? Bơi qua sông nhưng bắt đầu nó ướt đậm lên. Dạ. Yeah. Thời nay đi tù mà không phải chen chúc nhau để được vô tù. Thấy không? Vô. Cụ này là chứa khoảng 5 người. Có lỗ thông gió không chú? Có gắn máy lạnh không? Có. Phải nói là những gì đế chế để lại đều có thể hái ra tiền. Xin chào các bạn, tôi đang tại chuồng cọp Pháp xây dựng năm 1940. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên bên trên để tham quan. Có thể là khối xuống thùng thứ nhất. Chưa đợi tù nhân họ lấy lại hơi ấm cơ thể đã khối tiếp xuống thùng thứ hai. Rồi khi mà được cấp trên thăng thưởng là tiếp tục mở cửa chuồng cọp đang chờ tù nhân để mặc khai lẫn nhau.
cô ra khu chuồng cọp để giam giữ, thì trong đó có cả cô Trương Mỹ Hoa và cô Võ Thị Thắng. Hai những câu chuyện giận người đấy. Tham quan thấy sự khổ của mọi người hồi xưa như thế nào? Đang đầu cũng mới bác sĩ đến. Dạ. Nhưng khổ đau như vậy cũng vì cái miệng mà ra thôi đúng không bà? Đúng rồi. Ăn nè, phải uống nè, phải nằm nướng nè. Dạ. Ăn nhiều chuyện nè, đủ thứ cả cái miệng là chết. Dạ. Còn đi nữa. Bây giờ đi đâu nữa vậy ta? Tiếp tục lên xe nha chị. Tiếp tục lên xe đi nữa ha anh. Đúng rồi. Các bạn ơi, ra đi tiếp nè. Giờ mình đi chuồng cọp kiểu Mỹ nha. Nãy giờ đi kiểu Pháp rồi. Đi tới tối luôn đi. Càng ăn thịt, càng sát sanh, càng hạ động vật, càng chiến tranh và càng cái ác nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Có, tôi có cầm vé. Nên việc ăn chay nó quan trọng là như vậy, để cho tâm từ bi phát triển. Những lời Phật dạy nè, Chúa dạy nè, cách con người đối nhân xử thế với nhau, nếu mà không có những cái lời nói đó thì chắc con người còn ác hơn, dữ hơn, chiến tranh còn ghê gớm hơn nữa. Sự hưng thịnh suy vong khi một quốc gia hưng thịnh thì sẽ làm cho những quốc gia khác ganh ghét, sân si. Bởi vì nước người ta khổ mà nước mình sướng thì người ta sẽ sân si với mình, người ta sẽ tìm cách hãm hại mình. Nên chỉ có sự khiêm tốn và lòng từ bi mới có thể hóa giải được tất cả mọi hận thù, sự buông xả, sự yêu thương. Vô. Các bạn đang đi những cái trại tù giam là chứng kiến cảnh quả báo nhãn tiền của việc sát hại chúng sanh, ăn thịt động vật dã man, tàn phá thiên nhiên. Khu CD, khu AB, thế nào cũng có khu BD. Khu BD là dành cho LGBT á. Rồi mấy nhà tù này giống như mấy cái mê cung quá. Cứ mỗi người đi tham quan như vậy là 50.000 đồng. Đến nhà tù này thì mọi người thắc mắc tại sao phải chiến tranh. Đây, mình xin trả lời. Chiến tranh bởi vì sự cân bằng thiện ác. Khu này sao? Đây là trường cấp 3. Trường cấp 3 của cậu hả? Mọi chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Nếu mình tước đi mạng sống của những con vật thì tất nhiên trời cũng sẽ tước đi mạng sống của mình lại. Hồi xưa không có chiến tranh thì người Việt Nam bây giờ là bao nhiêu người đây? Và sẽ không còn con gì sống nữa. The vibe is massive, it's supernatural. Keep it factual, I know you're maxing bad. Look at the way they hold they chat. Honestly amazing, I want you on occasion. I can do you favors that I know you won't do for.